vượt trăm nghìn gian khó chiến trường bao ra, người anh hùng nguyện si sách hay còn ghi, Phùng Chí Linh cùng vua từng chinh chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân bắc tiến xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân mình. Viện quân nhiều viên theo tướng quân ra hành động quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Đơm giặc câu thông đem Việt Tây tình kéo lên quê, anh hùng nguyện xế biết được tin điều kẻ tấn công, ngày đêm phục binh tại quân tốt bằng ba chú đông, trường chinh chiến khắp khung trời Nam, từng chém hai Việt gian là Phạm Đồn và Phan Man, phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tròn kiếp không phai, đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy san phá tan giặc Minh, là cháu con sông Tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì đời sau giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông. Một công thần khai quốc dưới thời Hậu Lê, người anh hùng còn ghi, cùng Chí Linh cùng vua từng chinh chiến bao đêm ngày, đuổi lũ quân nhà Minh từ bắc phương qua xâm lấn, cùng đoàn quân bắc tiến xem thường sinh tử, ầm ầm như vũ bão tràn lên phá quân Minh. Viện quân nhiều viên theo tướng quân ra hành động quan, làm cho giặc Minh thêm thất kinh suy tàn đầy đó. Khắp khung trời Nam, từng chém hai Việt gian là Phạm Đồn và Phan Man, phò Thánh Tông nhà Lê vượt khó nguy lên ngôi báu, nhìn đời sau vẫn nhớ công thần danh thương, lòng vì dân yêu nước tràn kiếp không phai, đời sau còn ghi nhớ đến người vì dân từng can trường truy san phá tan giặc Minh, là cháu con sông Tiên nguyện một lòng vì quê hương, đuổi lũ quân giặc xưa còn dã tâm qua xâm lấn, vì đời sau giữ nước đem về quan ai, đồng lòng đi chiến đấu gìn giữ vững biển đông.